Mình là giáo viên giảng dạy bộ môn trang điểm và mới tóc tại trung tâm dạy nghề đẹp hiện đại 397 đường Giải Phóng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn kiểu tóc của cô dâu Thu Đông năm 2017. Với xu hướng của cô dâu năm nay đó là trẻ trung tự nhiên và làm sao để nổi bật nhất trong ngày cưới. Để thực hiện cho kiểu tóc Thu Đông mà mình sắp sửa thực hiện thì cần một chai dưỡng tóc, một lọ vôm, máy làm xoăn, máy dập xù, cặp kim và dây hoa. Trước khi uốn xoăn thì chúng ta sẽ dùng chai xịt các xịt qua để bảo vệ dưỡng tóc. Mình xịt thật kỹ qua các lớp tóc. Sau đấy chúng ta sẽ sử dụng miếng gôm và xịt toàn bộ phủ tóc từ bắt đầu từ đỉnh đầu cho xuống dưới phần chân tóc. Chỉ lấy hơi xương thôi. Bắt đầu chúng ta sẽ uốn xoăn. Uốn xoăn thì chúng ta sẽ chia tóc theo từ ngọn nhỏ một vào theo chiều úp xuống, theo chiều ôm vào mặt. Trong bước làm xoăn thì lưu ý thứ nhất là mình phải uốn xoăn mọng tròn và uốn xuống tận dưới phần chân tóc từng lớp một và tuyệt đối là không được để rối, nếu lọn phải thẳng. Dùng ngược kéo thẳng từ trên ngọn tóc xuống tận phía dưới chân tóc để tạo cho tóc phồng hơn. Sau đấy sẽ dùng gôm xịt nhẹ. Nhớ là xịt nhẹ, không xịt hoàng hơn. Xịt bằng xương tóc không bị bết, không bị bẹp. Bắt đầu đến tạo tóc ở phía đằng sau, chúng ta sẽ sử dụng hai lọn tóc. Đằng trước và đằng sau. Chúng ta sẽ xoắn vào cho đến đúng giữa của đầu thì chúng ta sẽ dừng lại. Và chúng ta kim để kim vào. Nhớ là theo hình chữ V chéo xuống. Sau đấy bên này chúng ta làm tương tự.
thức ăn hoặc là cung dâu ngày đón dâu. Mong rằng các bạn sẽ thành công với cả kiểu tóc này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.